Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đến từ Ý, cho thương hiệu Java Đua Road. Và mẫu xe này rất tốt bên em, vừa rồi có bên một vài chiếc thì bên em mới về một chiếc nữa, có size 46, thương hiệu bên bác là 1m6 1m7. Và chiếc xe này là mẫu rất hot bên em mấy ngày qua, thì hôm nay về một chiếc rất còn mới luôn nhá, trên 95%. Và bây giờ xin đánh giá và tổng hợp chiếc xe. Vâng, chiếc mẫu Java thì không còn gì xa lạ đối với những bác đi dòng xe đạp đua nữa rồi. Thì bên em vài video trước em có giới thiệu qua về những mẫu xe đua Java, thì size của nó là size 48, 49, 50. Thì hôm nay em về một chiếc size nhỏ, size 46. Vâng, đây là xe dòng size bác cao từ dưới 1m1m7. Xe lần này về rất còn đẹp quá nhá, thương hiệu mang Java của Ý. Xe còn rất là đẹp, tổng thể xe em đoán trên 95%, còn rất là mới, có thể thấy rõ cái đường từng đường sơn của xe đây đấy. Và những cái mẫu xe nào thì mình chưa bác có hỏi dòng Java bên em, thì đây em về là một chiếc đây mới trên 95%. Các bác có thể thấy rõ độ mới của xe, từng lớp sơn xe lên rất là bóng và mới sáng, và cái màu này rất là thích hợp các bác đi không bị bẩn. Java mang thương hiệu của Ý. Các bác để rõ, em đi rất từ các bác xem, gần như là mới trên 95%, và những quần cái lớp ni lông của xe đây, ni lông của xe vẫn còn dính trên xe này. Các biết là cái độ mới của xe nó hoàn hảo như nào rồi. Đây những vết dầu mỡ bẩn em chưa có lau chùi qua, nó mới tinh. Và bộ trùng tượng của dòng DKD, dòng Java là những cái đồ của DK, bộ trùng động DK nguyên bản của xe, ghi lông cổ phốt chính hãng Java, hãng DK rất là mới luôn, trên 95%. Có phải thấy rõ từ tay lắm này, ghi lông tay cuốn. Em đánh giá đây là một mẫu Java mới nhất từ trước nay bên em về. Xe sử dụng với cấu hình Shimano Sora. Tay lắc Sora. Bên phải em cũng là bên tay lắc đĩa của Shimano Sora. Càng carbon chính hãng của Java nguyên bản trong xe. Và vẫn là cặp lốp DK, cặp lốp đĩa, một lớp rất là to bản, có thể thấy rõ rất là dày, rất là chắc chắn cho bác đi xe những dòng xe đua. Dòng DK Captiva này là một hãng chuyên sản xuất phụ tùng cho dòng Java rồi. Kích thước lốp 700c, đây bác phải nhìn thấy cái lớp vành của nó này, còn rất là bóng và mới, nguyên bản cho xe luôn, vành đĩa nhé bác nhé. DK Captiva 700C. Đây. Bên dưới khung này vẫn còn ni lông của nó, các bạn thấy rõ đây là lớp ni lông bên dưới khung này em vẫn còn để nguyên. Xe cao cấp vẫn được chạy dây âm sườn. Đây. Dây âm sườn từ trên chạy xuống dưới khung. Xe đoán em đoán tổng thể trên 95%. Và lần này xe em về với size 46. Khung nhôm. Alo. Khung nhôm 6061, một hợp kim nhôm siêu nhẹ, chuyên sản xuất những lần dòng xe cao cấp, một thương hiệu từ Ý, Java, thương hiệu rất là tên tuổi. Cọc yên của chính hãng DK, cọc yên dẹp vẫn là cọc yên nguyên bản theo xe. Bên trên là cũng là yên của DK Java Zilozo. Thấy rõ toàn bộ xe là zin 100% nguyên bản của xe hết, độ mới của xe trên 95%, xe gần như là mới nguyên, có thể thấy rõ đấy. Và xe lần và mọi như mọi lần thì lần này em vẫn về được một chiếc xe dòng bên em cối lổ bằng đạn.
Xe được sử dụng với chủ là Shimano Kuga, và bên phía bên chủ là đây có cái súng độc kề đây, và đĩa Sora, và vẫn còn nguyên cái cam đĩa của nó, có thể thấy rõ cam đĩa của xe đây, nhưng mà xe còn rất là mới, rõ rất là đẹp, chủ đĩa thủng rỗng. Xe được trang bị với chín tầng lít, hai đĩa hụt động và 108 độ, đó là thấy rõ đây, lít có sức còn rất là mới. Đây là một mẫu xe ra 35 về mới nhất từ trước đến nay. Sa 46 các nhá. Đây là một size nhỏ. Những bác nào lần trước có hỏi em về dòng Java size nhỏ thì hôm nay em về một chiếc đây. Rồi bây giờ em đi test hoạt động trực tiếp của xe. Và xe trang bị với 9 tầng lip Shimano chính hãng, lip Meyer phối lổ và lên lip đây. Chuyển động rất là mượt mà, lip tỏa sức còn rất là mới các nhá, trên 95%, xe gần như là mới hoàn toàn, không biết luôn, rất là mượt và êm. Đây là một mẫu dòng xe đua xuất ngót bên em trong ngày vừa qua. Một cái đĩa đây, bốn đĩa, vâng, lên đĩa, vâng, chuyển động rất là mượt mà. Vâng, vừa rồi mình đã có thể một chiếc xe Java thương hiệu của Ý. Xe có thông số size 46. Và lần này xe về rất là mới nhá, trên 95%. Xe được trang bị với cả carbon chính hãng của Java. Mà có giá tốt bên em là 9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Quốc nào quan tâm thì nên là em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Chú Xe Đạp đến đăng ký giữa kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, bên em bán luôn ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.